cầu tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sigma từ n chạy từ 1 cho đến vô cùng của 1 trên 4 mũ n nhân với n mũ 3 cộng 5 và nhân với lại mở ngoặc x trừ 2 trên x cộng 1 tất cả mũ n. Thì đây chính là một chuỗi lũy thừa. Và để xác định miền hội tụ của chuỗi lũy thừa này thì trước hết là chúng ta ký hiệu chuỗi ban đầu là chuỗi 1. Sau đó chúng ta đặt x lớn bằng x trừ 2 chia cho x cộng 1. X lớn bằng x trừ 2 chia cho x cộng 1. Và chúng ta đưa cái chuỗi 1 này về chuỗi lũy thừa dạng chuẩn. Đấy, như vậy là 1 ta đưa được về chuỗi lũy thừa dạng chuẩn như sau. 1 chia cho 4 mũ n nhân n mũ 3 cộng 5. Đấy, nhân với lại x mũ n, x lớn mũ n, n chạy từ 1 cho đến vô cùng. Và tôi ký hiệu chuỗi này là chuỗi 2. Thì chuỗi 2 là chuỗi lũy thừa dạng chuẩn. Ở đây là hệ số AN. AN ta chính là bằng 1 chia cho 4 mũ n nhân với lại n mũ 3 cộng 5. Đấy, AN thì chính là bằng 1 chia 4 mũ n nhân n mũ 3 cộng 5. Để xác định được cái miền hội tụ của chuỗi 1 thì ta đi xác định miền hội tụ của chuỗi 2 và ta tính bán kính hội tụ của chuỗi 2. Đầu tiên là ta xác định bán kính hội tụ của chuỗi 2. Xác định bán kính hội tụ của 2. Ta ký hiệu là R lớn. R lớn sẽ bằng lim trị tuyệt đối của AN chia cho AN cộng 1 khi N tiến ra vô cùng. AN của ta là một dãy số dương, chính vì vậy mà chúng ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Cái này thì chính bằng lim. Đấy. AN ta giữ nguyên bằng 1 chia cho 4 mũ N n mũ 3 cộng 5 chia cho an cộng 1. Đấy, trong an ta thay n bằng n cộng 1 vào, chia thì bằng nhân nghịch đảo lên thì chúng ta sẽ có cái này là nhân với lại 4 mũ n cộng 1 nhân với lại n cộng 1 tất cả mũ 3 cộng 5. Đấy, chia cho 1, n tiến ra vô cùng. Thế chúng ta thấy ngay là trên tử có 4 mũ n cộng 1 và dưới mẫu có 4 mũ n, ta giải ước đi được 4, ta đưa ra ngoài. Như vậy cái này bằng 4 nhân với giới hạn lim trên tử sẽ là n cộng 1 mũ 3 cộng 5 chia cho n mũ 3 cộng 5 khi n tiến ra vô cùng. Ta thấy là giới hạn dãy này nó chính là một cái phân thức bậc n, phân thức biến n. Ở đây bậc tử là n mũ 3 và bậc của mẫu là n mũ 3 là bậc cao nhất. Và hệ số của hai bậc này là đều bằng 1. Vì vậy mà cái giới hạn này thì là chính là bằng 1. Do vậy mà 1 nhân với 4 thì bằng 4. Như vậy là bán kính hội tụ của chuỗi 2 thì chính là R bằng 4. Đấy, suy ra R bằng 4. Đây chính là bán kính hội tụ của chuỗi 2. Tiếp đến là chúng ta sẽ phải xét tại hai điểm, đó là x bằng 4 và x bằng trừ 4, xem chuỗi 2 có hội tụ hay không. Dấu cộng tiếp theo là chúng ta xét tại điểm, xét tại x lớn bằng R tức là bằng 4. X lớn bằng 4 thì ta suy ra. Đấy, ta suy ra chuỗi 2, lúc nào ta thay vào chuỗi 2 4 thay vào 2. Đấy, thay vào chuỗi 2 thì lúc này ta sẽ được là
chuỗi sẽ là bằng 1 chia cho 4 mũ n. 4 mũ n nhân n mũ 3 cộng 5 nhân với 4 mũ n. Đấy, ta thay x lớn bằng 4 và n chạy từ 1 đến vô cùng. Như vậy cái này sẽ bằng sigma 4 mũ n, và 4 mũ n đơn giản hết là 1 trên n mũ 3 cộng 5, n chạy từ 1 đến vô cùng. Đấy. Thì chuỗi này chúng ta sử dụng chuỗi Riemann để chúng ta đánh giá là chuỗi 1 chia cho n mũ 3 cộng 5 thì bằng tương đương với lại chuỗi 1 trên n mũ 3 khi n đến ra vô cùng. Đấy, tất cả các bậc nhỏ hơn chúng ta đều cho bằng 0. Đấy, chúng ta chỉ giữ bậc tử cao nhất và bậc mẫu cao nhất thôi thì ta sẽ xác định được cái chuỗi tương đương của nó. Thì chuỗi 1 trên do 1 trên n mũ 3 hội tụ, nó là chuỗi Riemann và alpha ở đây bằng 3, lớn hơn 1 cho nên chuỗi hội tụ. Cho nên ta suy ra thì chuỗi 1 chia n mũ 3 cộng 5 là hội tụ. Đấy, như vậy là tại x bằng 4, tại x bằng 4 thì chuỗi 2 hội tụ. Dấu cộng tiếp theo là ta sẽ xét tại x bằng trừ 4. Đấy, ta cũng thay vào chuỗi 2, thay vào 2. Như vậy là chúng ta sẽ được cái chuỗi là sigma 1 chia cho 4 mũ n nhân n mũ 3 cộng 5 nhân với lại trừ 4 mũ n, n chạy từ 1 đến vô cùng. Chuỗi này thì chính là trừ 4 mũ n thì ta tách thành trừ 1 nhân với 4 tất cả mũ n, hay nó chính là trừ 1 mũ n nhân 4 mũ n. Thì 4 mũ n ta giả nước với mẫu đi thì cái này nó sẽ còn là trừ 1 mũ n nhân với lại 1 chia cho n mũ 3 cộng 5. Đây là một chuỗi đan dấu. Đấy, chuỗi đan dấu này có un tiến tới 0. Đấy, tiến tới 0 khi n tiến tới vô cùng, cho nên chuỗi này là chuỗi hội tụ. Đấy, chuỗi này hội tụ. Đấy, anh chị lưu ý chuỗi này là chuỗi hội tụ. Đấy, cho nên là với x bằng trừ 4 thì chuỗi 2 của ta cũng hội tụ. Do vậy mà chúng ta suy ra cái miền hội tụ của chuỗi 2 của 2 sẽ là x nhỏ hơn hoặc bằng 4 và lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Đấy, trừ 4 tại hai điểm 4 và trừ 4 chuỗi 2 đều hội tụ, do đó mà x nhỏ hơn hoặc bằng 4 và lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Đấy, các anh chị lưu ý như vậy. Thế thì từ đây chúng ta cũng suy ra được miền hội tụ của 1 sẽ là, chúng ta thay x lớn này bằng cái x nhỏ trừ 2 trên x cộng 1 mà chúng ta đã đặt ban đầu, thì ta sẽ được là x trừ 2, x nhỏ trừ 2 chia cho x nhỏ cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 4 và lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Thế thì cái này nó sẽ tương đương với lại một cái hệ gồm hai bất phương trình, đó là x trừ 2 chia cho x cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 4 và x trừ 2 chia x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng trừ 4. Thì các anh chị giải cái hệ bất phương trình này ra, chúng ta chuyển 4 sang và chuyển trừ 4 sang, quy đồng lên, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái bảng xét dấu chúng ta giải cái bất phương trình này, hệ bất phương trình này, thì các anh chị sẽ tìm ra được cái nghiệm của nó chính là như sau, là x lớn hơn hoặc bằng âm 2 phần 5 hoặc là x nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. Như vậy là chúng ta kết luận miền hội tụ, kết luận là miền hội tụ của 1 sẽ là x lớn hơn hoặc bằng âm 2 phần 5
hoặc x nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. Hoặc là chúng ta có thể viết nó chính là bằng từ âm vô cùng cho đến âm 2 hợp với âm 2 phần 5 cho đến dương vô cùng. Như thế này. Đấy. Chúng ta có hai cách viết, viết như cách trên thì chúng ta dễ hơn. Thì trên đây thì chính là hướng dẫn giải câu 5A của cái đề thi môn toán đợt 1 năm 2016. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi.